Thì mình nó mới có cái gift về hay gì. Này gì mày? Xé ra coi cái gì con? Xé ra coi. Xé được không? Nó cắn vô. Thuộc công ty dùng từ đầu tư và mở ra. Tính dầu nhập từ châu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ, có 370.000 một lọ ngoài thôi. Mọi người mua một dùng để chúng ta tư từ 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 chú cái mía. Em có mì không? Anh cha mở lên. Cha mở. Cha con đòi mở. Mở hả? Cha mở. Wow. Đồng hồ bự quá vậy? Cái lúc chiếc gì? Gì hả? Yeah, you really scared. Mời cho cha mở cái. Cha con mở. Con nghĩ ra, con nghĩ cái này nha. Chưa. Đằng sau đó con. Mày. Đằng sau nè. Chỉ cái này ra. Nghĩ cái dây này ra. Wow, noise. Wow, see that? Mười mấy đồng. Đeo tay đi, đeo tay được không? Cho mang con. Ok.